Các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng đi cắt cấu phần cái routing policy đơn giản nhất trong root tree. Thì chúng ta hãy xem như thế nào ha. Chúng ta hãy đến root tree console, chúng ta lấy phần hosted zone của chúng ta, chúng ta bấm vào trong cái hosted zone. Hiện tại thì mình có cái record đơn giản là cái symbol là cái domain name, nhưng mà để mình làm cái này phân biệt nó ra cái symbol như thế nào. Symbol mình sẽ chọn có rất nhiều loại record type là A gì đó, thì mình chọn A để cho thẳng vào IP. Thì bữa trước mình đã tạo ra hai con server, một con là US, một con là sync rồi đúng không? Mình sẽ chọn con là sync đi. Rồi chọn con là sync. Cái time to live này là cái thời gian sống, thời gian lưu trữ cái địa chỉ IP này locally. Thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là giả sử client hit vào cái symbol .vietas.com á, thì nó sẽ nhận địa chỉ IP này và bản chất nó sẽ truy xuất thông qua địa chỉ IP này. Thì cái time to live này càng lâu thì cái client hay cái app của mình nó sẽ lưu cái địa chỉ IP này trong thời gian đó. Nếu mà qua cái thời gian hết cái thời gian time to live này đó, thì nó sẽ hỏi lại root chị à, cái ông symbol.vietas.com này có thay đổi địa chỉ IP này hay không, có cần địa chỉ IP mới hay không, thì lúc ấy nó sẽ refresh lại. Thì cái time to live này mà càng lớn đó, thì có nghĩa là cái hit request và root tree mình sẽ càng thấp. Còn time to live này càng nhỏ thì mình sẽ lưu ở locally, thì mình sẽ tốc độ nó sẽ nhanh hơn. Nhưng mà đôi khi nếu mà giả sử trong trường hợp nào đó mình thay đổi cái value của backend của mình đi đó, thì cái client nó sẽ bị outdate, nó sẽ bị vẫn lưu địa chỉ cũ. Thì tùy vào môi trường hay tùy vào cái use case các bạn ấy, chọn cái time to live cho nó vừa phải ha. Trong trường hợp này mình sẽ chọn cái time to live là 30 giây. Mình bấm create record. Rồi xong rồi mình đã tạo một cái symbol vietas.com có cái record trỏ đến 102 luôn Singapore. Thì để kiểm tra như thế nào thì mình có thể dùng command line ở trên Mac của mình, là dùng dict hoặc là nslookup ở trên Windows, symbol.vietas.com ha. Thì các bạn thấy không, đây là vietas.com này, time to live là 30 second này, địa chỉ là 102 này. Giả sử bây giờ mình chạy lại câu lệnh này á, thì nó đợi một lúc mà nó sẽ update, nó sẽ giảm đi cái time to live, nó sẽ giảm đi ha. Đó, nó còn 27 giây này. Thì bây giờ mình sẽ truy xuất đến cái địa chỉ này thì như thế nào ha. symbol.vietas.com. Đó thì hello from Singapore ha. Đó. Thì bây giờ ở đây nó còn cái hay gì nữa không? Chúng ta sẽ giả sử chúng đi sửa này đi. Edit record. Chúng ta thêm một mẫu tin nữa, chúng ta thêm ở vùng US đi. Chúng ta paste nó vào trong enter. Thì đây chúng ta sẽ cái a record chúng ta sẽ chọn đến hai cái ha. Enter multiple value in a separate line ha, có nghĩa là từng cái dòng độc lập. Thì bấm save lại. Thì khi bấm save lại thì bây giờ là cái a record của mình sẽ chọn đến hai địa chỉ này. Thì bây giờ chúng ta hãy sử dụng câu dict á, thì nó sẽ ra địa chỉ IP nào ha. Đây, thì khi mà dùng câu lệnh dict á thì nó sẽ trả về cả hai địa chỉ IP hết, cả cái bên US cả bên Singapore. Và ở mặt client nó sẽ ngẫu nhiên chọn một trong hai này, có nghĩa là mình sẽ không biết là nó chọn cái ông nào hết. Thì đây là cái cách tại sao gọi là symbol là vậy, nó rất là ngẫu nhiên ha. Thì bây giờ mình chạy ở trên giao diện lần sync này. Sync vì cái này nó cần khoảng 30 giây để nó caching, nó vẫn lấy một cái địa chỉ IP. Cho nên là cứ bấm cho đến khi mà nó sẽ có thể nó sẽ chạy ra vùng US ha. Hoặc là mình sẽ chọn một cái browser mới đi. Nó vẫn nhớ cái địa chỉ IP bên Singapore thì sẽ có một lúc mà nó sẽ chạy đến cái US, nhưng mà hiện tại là trong tại vì mình lưu là 30 giây mà. Nhưng mà do cái máy của mình ấy là có 30 giờ, nhưng mà nó vẫn là nhận hai cái địa chỉ A ở đây, là một cái là US, một cái là sync đúng không? Thì có thể lúc đó nó sẽ chạy cái 163 này là cái ở bên US. Đó. Thì cái này các bạn có thể thử ha. Ok, cảm ơn các bạn, thì hy vọng qua này các bạn hiểu được cái symbol routing trong AWS như thế nào ha.